Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube Lê Minh Đức GSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh giáo dục miễn phí, luôn hướng tới các giá trị của phương pháp giáo dục hiện đại nhằm hỗ trợ giúp đỡ các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thầy dạy bài toán liên quan đến khảo sát hàm số, đó là bài toán biện luận theo M số nghiệm của phương trình. Giải tự luận và giải trên máy tính Casio FX580VNX. Sau khi học xong bài này, thầy sẽ giúp các em nắm vững cách tìm M để phương trình chứa dấu trừ tuyệt đối có N nghiệm bằng phương pháp đồ thị. Bây giờ, chúng ta vào sự bài tập. Bài số 3, tìm tất cả các giá trị thực của tham số M để phương trình trừ tuyệt đối của x mũ 3 trừ 3 x bình phương cộng 2 trừ cho M bằng 1 có 6 nghiệm phân biệt. Chúng ta có 4 đáp án. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài này bằng phương pháp tự luận. Tuy nhiên cách vẽ đồ thị thì thầy sẽ nói các em sau. Video này thầy chỉ nói qua cách vẽ đồ thị trừ tuyệt đối. Bây giờ chúng ta vào giải bài này như sau. Trước hết muốn giải cái phương trình trừ M thì trước hết chúng ta phải chuyển trừ M sang phía phải thì ta được là phương trình là trừ tuyệt đối của x mũ 3 trừ 3 x bình phương cộng 2 bằng 1 cộng với M. Thế thì trước hết muốn vẽ cái đồ thị của hàm số y bằng trừ tuyệt đối của x mũ 3 trừ 3 x bình phương cộng 2 thì trước hết chúng ta phải đi khảo sát cái đồ thị dưới dấu trừ tuyệt đối trước khi chúng ta vẽ nhanh cái đồ thị này. Vậy thì đặt vấn đề là khảo sát nhanh hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3 x bình phương cộng 2. Thì khảo sát nhanh thì có nghĩa là chúng ta chỉ tìm đạo hàm. Vì tập xác định luôn luôn thuộc R, cho nên chúng ta chỉ tìm đạo hàm y phẩy bằng 3 x bình phương trừ 6 x và chúng ta tìm nghiệm y phẩy bằng 0 khi và chỉ khi 3 x bình phương trừ 6 x bằng 0 và phương trình này tương đương với hai nghiệm hoặc x bằng 0 hoặc x bằng 2. X bằng 0 ta suy ra y bằng 2 mà x bằng 2 ta suy ra y bằng âm 2. Vì đồ thị này các em đã vẽ rồi, cho nên thầy phải nhanh. Chúng ta xác định điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị. Điểm 0,2 nằm trên trục tung. Và điểm 2-2 là điểm thứ hai mà đồ thị đi qua. Cái dạng của đồ thị này các em nhớ cho thầy là hệ số ai dương, cho nên nó có dạng đi từ dưới lên trên, điểm cực đại đi xuống điểm cực tiểu rồi đi lên lại. Như vậy chúng ta khảo sát nhanh. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi giải và biện luận cái phương trình ban đầu. Tiếp tục, phương trình trừ tuyệt đối của x mũ 3 trừ 3 x bình phương cộng 2 trừ M bằng 1 có 6 nghiệm phân biệt. Chúng ta sẽ chuyển về như sau. Hay là phương trình trừ tuyệt đối của x mũ 3 trừ 3 x bình phương cộng 2 bằng M cộng 1 có 6 nghiệm phân biệt. Phương trình này muốn có 6 nghiệm phân biệt thì trước hết chúng ta phải vẽ được cái đồ thị trừ tuyệt đối y bằng x mũ 3 trừ 3 x bình phương cộng 2. Sau đó chúng ta cho cái đường thẳng y bằng m cộng 1 cắt cái đồ thị C phẩy là đồ thị trừ tuyệt đối này tại 6 điểm. Thì từ đó chúng ta sẽ dẫn đến một bất đẳng thức tìm được M. Khi đường thẳng cắt cái đồ thị y bằng trừ tuyệt đối của x mũ 3 trừ 3 x bình phương cộng 2 tại 6 điểm, phương trình sẽ có 6 nghiệm. Bây giờ thầy hướng dẫn các em vẽ cái đồ thị C phẩy này là y bằng trừ tuyệt đối của x mũ 3 trừ 3 x bình phương cộng 2 như sau. Ở trên hình vẽ là đồ thị C là đồ thị của hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3 x bình phương cộng 2. Muốn vẽ đồ thị hàm số trừ tuyệt đối thì trước hết các em thấy cái đồ thị hàm số tuyệt đối này luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R. Cho nên từ cái đồ thị C này thì các em giữ nguyên cái phần đồ thị dương của cái đồ thị C ở phía trên
là một phần đồ thị xây phẩy của đồ thị trị tuyệt đối. Sau đó các em lấy cái phần của đồ thị xây mà nằm dưới trục khoanh như này, thấy đã có chỉ trên màn hình, lấy đối xứng qua trục khoanh thì các em được cái đồ thị trị tuyệt đối này. Bây giờ thầy sẽ vẽ như sau, các em quan sát thầy lấy đối xứng. Nét nào trên trục khoanh thì nó giữ nguyên, đồng thời vẽ nét đối xứng với nét này đấy các em. Nét này giữ nguyên, nét này lấy đối xứng với nét dưới trục khoanh. Các em thấy cái đồ thị đang còn vẽ là đồ thị của hàm số trị tuyệt đối y bằng trị tuyệt đối của x mũ 3 trừ 3 x phương cộng 2. Và đó chính là đồ thị của hàm số chứa dấu trị tuyệt đối. Bây giờ thầy sẽ cho cái đường thẳng y bằng m cộng 1 cắt cái đồ thị này tại 6 điểm. Các em xem cắt tại 6 điểm. 6 điểm. Khi nào? Khi cái m cộng 1 này nhỏ hơn 2 và lớn hơn 0. Vì lên trên này nó chỉ cắt 2 điểm thôi. Tại cái vị trí trục khoanh thì nó chỉ cắt tại 3 điểm. Như vậy muốn cắt tại 6 điểm thì m cộng 1 này phải lớn hơn 0, nhỏ hơn 2. Bây giờ chúng ta trình bày tiếp. Vậy thì khi đó m cộng 1 sẽ lớn hơn 0, nhỏ hơn 2. Tương đương với m lớn hơn âm 1, nhỏ hơn 1. Và như vậy chúng ta chọn đáp án là đáp án C. Như vậy ở trên hình vẽ là vừa hai đồ thị C và C phẩy. C là màu đỏ, mà C phẩy là màu xanh. Vậy thì qua phần này các em lưu ý cho thầy, muốn vẽ đồ thị hàm số tuyệt đối thì các em tuân thủ nguyên tắc như thầy vừa nói xong. Bây giờ chúng ta sang giải bài này bằng máy tính Casio FX580VN thì làm như thế nào. Tiếp tục bài học, chúng ta lại tiếp tục giải bài tập này nhưng mà thầy thực hành trên máy tính Casio để các em quan sát xem thử hai cách nào ngắn hơn và đỡ phức tạp hơn. Thì chúng ta kiểm tra cái phương trình này có bao nhiêu nghiệm. Mà phương trình nhật ma thì chúng ta biết rằng chúng ta đi vào menu 923 để tìm nghiệm của phương trình này và tìm cực đại cực tiểu. Trước hết chúng ta vào menu 923. Menu 923. Chúng ta nhập các hệ số của phương trình x mũ 3 trừ 3 x bình phương cộng 2 bằng 0. 1 trừ 3 0 2. 1 bằng trừ 3 bằng 0 bằng 2 bằng. Chúng ta nhấn bằng. Chúng ta được nghiệm thứ nhất là 1 trừ căn bậc 2 của 3. Nghiệm thứ hai là 1 cộng căn 2 của 3. Nghiệm thứ ba là 1. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái đồ thị của hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3 x bình phương cộng với 2 nó sẽ cắt trục khoanh tại 3 điểm. Tiếp tục chúng ta nhấn bằng tiếp để chúng ta quan sát giá trị cực đại và cực tiểu. Đây là điểm cực đại, giá trị cực đại bằng 2. Các em nhớ giá trị cực đại bằng 2. Điểm cực tiểu, giá trị cực tiểu bằng âm 2. Như vậy là các em thấy là giá trị cực đại bằng 2 mà giá trị cực tiểu bằng âm 2. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ nhanh cái đồ thị này như sau. Các em thấy là điểm cực đại bằng 2. Và điểm cực tiểu bằng âm 2. Cho nên trục khoanh sẽ đi ngang chính giữa của cái đồ thị này.
Thế thì khi đó cái đồ thị hàm số trị tuyệt đối nó gồm hai phần. Phần thứ nhất là cái phần nằm trên trục hoành thì nó có trị, và phần thứ hai là lấy cái đồ thị phía dưới trục hoành đối xứng với trục hoành. Chúng ta vẽ nhanh một chút. Khi lấy đối xứng thì các em để ý là cái điểm cao nhất này cũng là số 2. Vậy thì cái đồ thị trị tuyệt đối có dạng như thầy chỉ ở trên hình vẽ. Khi đó phương trình muốn có 6 nghiệm thì buộc cái đường thẳng y bằng m cộng 1 nó sẽ cắt cái đồ thị này tại 6 điểm, tức là nằm ở vị trí này các em. Cắt tại 6 điểm, 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm. Mình muốn cái đường thẳng y bằng m cộng 1 này cắt tại 6 điểm thì buộc m cộng 1 sẽ nhỏ hơn 2 và lớn hơn 0, bởi vì đồ thị nằm phía trên trục hoành. Từ đây chúng ta sẽ suy ra cái đồ thị hàm số trị tuyệt đối của x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng 2 mà thầy vừa hướng dẫn các em vậy xong. Thì các em sẽ tìm được m cộng 1 sẽ lớn hơn 0, nhỏ hơn 2. Khi đó các em chuyển 1 sang về trái, 1 sang về phải đồng thời thì ta được m lớn hơn 1, nhỏ hơn 1. Như vậy là chúng ta chọn đáp án là đáp án C. Như vậy thì các em thấy rằng là qua cách làm mà có sử dụng máy tính thì các em thấy chúng ta phải giải cái phương trình hoành đổi số điểm của cái hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3 x bình phương cộng 2 với trục hoành. Thì chúng ta sẽ biết nó cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm, sau đó chúng ta phát hiện thêm điểm cực đại và điểm cực tiểu. Từ đó chúng ta vẽ nhanh cái đồ thị này. Sau đó chúng ta suy ra cái đồ thị hàm số trị tuyệt đối. Từ đồ thị hàm số tuyệt đối chúng ta sẽ tìm cái điều kiện để hai cái đồ thị, đó là đồ thị y bằng trị tuyệt đối của x mũ 3 trừ 3 bình phương cộng 2 và đường thẳng y bằng m cộng 1 sẽ cắt nhau tại 6 điểm để chúng ta có kết luận là có 6 nghiệm. Như vậy bài học hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy. YouTube Lê Minh Đức ZP hoặc website zplêminhđức.com. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.